Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Trong xã hội hiện nay, nhu cầu của con người về những thứ xung quanh ngày càng tăng vọt. Nếu chỉ làm thủ công như ngày xưa, chắc chắn không thể nào đáp ứng đủ. Vì thế mà rất nhiều cỗ máy siêu phàm đã được sản xuất, hỗ trợ con người một cách triệt để trong các khâu các bước trong cuộc sống, đẩy nhanh tiến độ công việc trong chớp nhoáng. Thậm chí những thứ như cuộn dây thép lớn, con người khó có thể làm được, nhưng nó cũng có thể hoàn thành một cách dễ dàng. Hãy cùng Thế Giới Hôm Nay tìm hiểu về 35 cỗ máy đáng kinh ngạc giúp con người làm việc với tốc độ không tưởng nhé. Gọt trái cây. Đối với nhiều loại quả có lớp dày như bí ngô, người ta mất rất nhiều thời gian để cạo vỏ, thậm chí là cắt lõng vào phần thịt, rất lãng phí. Nhưng với chiếc máy gọt này, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Chỉ 1 phút 30 giây, quả bí đã trở nên láng o, không còn tí vỏ nào. Và một dàn hệ thống này giúp công nhân xử lý đống bí chỉ trong chốc lát. Đóng gói đinh. Thật tuyệt vời khi có người đã phát minh ra chiếc máy này. Chỉ cần thả một mớ đinh lộn xộn vào, chiếc máy sẽ xoay tất cả đinh theo cùng chiều. Từ đó, người công nhân chỉ cần gom và bỏ chúng vào hộp. Trong một diễn biến khác, có lẽ thâm niên lâu năm, người công nhân này đã tìm ra được cách đảo đinh cho cùng chiều một cách đáng kinh ngạc. Đúng là gừng càng già càng cay. Cuộn ống thép. Với sức người đôi khi không thể nào xử lý được những cuộn thép dày, nhưng máy móc sẽ xử gọn nó như chiếc máy trong video này. Người thợ chỉ việc đứng và căn chỉnh thanh sắt khi đưa vào máy thôi. Sản xuất bát đĩa. Ngày xưa để vẽ ra một chiếc bát hay đĩa có hoa văn, một người thợ phải mất đến vài phút. Nhưng khi áp dụng công nghệ của chiếc máy này, hoa văn trên đồ sứ chỉ mất tầm 3 giây là đã ra thành phẩm, kể cả mặt trong hay mặt ngoài. Giúp từ số lượng trăm cái một ngày nhân lên hàng ngàn mà công nhân cũng thảnh thơi. Máy in 3D. Ngày nay in 3D đang dần được áp dụng nhiều trong cuộc sống, ngay cả để một chiếc tàu mất vài tuần để làm ra. Máy in chỉ còn một ngày đã có thành phẩm, và thậm chí nó còn có cả một buổi lễ ra mắt với mọi người. So get set on your mark. Go. It's unveiled. Three years ago. Cao đường. Để tái tạo những phần đường đã hư, những người thợ sửa này đã dùng những chiếc máy xúc để đẩy nhanh tiến độ công việc. Rất nhanh một khoảng đường đã được đào lên để công việc phục chế được bắt đầu. Đóng gói giấy vệ sinh. Chỉ cần đứng mở miệng bao, mọi thao tác đóng gói giấy còn lại đều được máy móc làm giúp. Cô công nhân này có một công việc khá nhàn đấy nhỉ? Máy đập. Không biết người đàn ông này đang đập thứ gì, nhưng chắc sau vài lần được tác động, thứ bên trong dù cứng đến đâu cũng rã như cám, mà người đàn ông cũng chẳng tốn sức đập. Theo bạn, chiếc máy này sẽ áp dụng cho việc gì? Comment xuống bên dưới cho mọi người biết nhé. Máy đóng gói bánh. Áp dụng công nghệ luôn giúp đẩy nhanh tiến độ công việc. Trong các nhà máy bánh kẹo, các hệ thống đóng gói luôn là một phần không thể thiếu. Dây chuyền này được thực hiện khâu cuối cùng để ra thành phẩm. Các công nhân chỉ việc đứng theo dõi và xử lý nếu có vấn đề phát sinh. Làm bình nước. Để làm ra những bình nước đều và đẹp, các thợ máy chỉ cần đưa phần nhựa vào trong chiếc máy thổi.
nó sẽ làm ra thành phẩm ngay lập tức. Làm lò xo. Chưa bao giờ lò xo lại dễ làm đến thế. Mọi thứ chỉ thông qua vài bước cấn, xoay và cách, nhưng chiếc lò xo đã hoàn thành. Quấn dây đồng. Với những phần dây đồng to dày thế này, sức người e là khó có thể quấn được nó. Nhưng nếu người làm không được, hãy để đó cho những chiếc máy lo, mọi thứ sẽ đâu vào đấy. Máy làm mì. Một đẳng cấp hoàn toàn khác của việc làm sợi mì. Trong khi chủ quán đang nấu nước lèo, thì chiếc máy này sẽ giúp họ làm ra những cọng mì tươi. Chưa kể còn thu hút khách đến và thưởng thức cọng mì nó làm ra nữa. Bữa cuối. Ngày xưa thì nhập công bữa cuối cả ngày mới được vài khúc, ngày nay thì tích tách khúc gỗ thành 8 mảnh. Thế này thì mấy cây rìu sẽ vào nhà kho cho bằng hết. Quấn dây đồng. Lại là công việc quấn dây đồng ở một level vũ trụ. Khi mà nó quấn, thậm chí bằng mắt thường, bạn chẳng thể nhìn thấy vòng tua của nó. Đúng là có máy móc thì mọi việc nhanh không tưởng. Lon nhôm nhựa. Máy vừa ve chai thường dùng sẽ tải cán đi cán lại để làm dè vỏ lon cho đỡ tốn diện tích. Có lẽ vì họ chưa biết đến chiếc máy này, nếu không họ đã không tốn nhiều thời gian đến thế. Làm sách. Muốn uống da thép tròn thành vuông mà không cần tốn công nung nóng, hãy tận dụng chiếc máy này để hoàn thành công việc của bạn chỉ trong vài giây. Làm lưới thép. Thay vì phải đan lưới bằng những cọng thép, thì đưa vào máy cắt như thế này, coi bộ có vẻ nhanh gọn hơn đấy các bạn à. Làm băng keo. Với những người thích sự hoàn hảo, có lẽ bạn có thể xem chiếc máy quấn băng keo này cả ngày mà không chán bởi sự nhanh chóng và đều đặn của nó. Bàn phím máy tính. Những ký tự trên bàn phím máy tính trước nay không phải làm thủ công đâu, mà có sự trợ giúp hết đấy. Con người chỉ tốn công đưa vào và lấy ra thôi. Máy thái củ. Thật là đỉnh cao trong công cụ thái rau củ. Với chiếc máy này thì đặc biệt với những người thái hành tím, họ sẽ chẳng còn chảy nước mắt để bào hành nữa rồi. Máy đóng gói trên nệm. Nệm luôn chiếm một khoảng diện tích rất lớn khi vận chuyển. Vì vậy mà những chiếc máy đã được tạo ra để giúp họ gói nó trong một chiếc bào nhỏ một cách nhanh chóng. Thậm chí là hút chân không, những chiếc nệm to và dày. Nghiền bình ga. Những chiếc bình ga đã cũ có thể là nguyên liệu để tái chế,
Nhưng với cái cao cứng cáp, chỉ với những chiếc máy nghiền này mới đủ sức thay con người nghiền nát những chiếc bình kia ra. Máy làm tôn. Một tấm tôn phẳng chỉ cần đưa vào chiếc máy này, ngay lập tức hình dạng của nó sẽ thay đổi ngay, thay vì chúng ta phải mất công ngồi định hình nó. Sản xuất bong bóng. Để tạo ra những hình vẽ độc đáo và màu sắc trên những chiếc bong bóng, chiếc máy này sẽ thổi chúng và in họa tiết lên. Đợi sơn khô sẽ cho ra thành phẩm. Và thậm chí nó còn giúp phát hiện những chiếc bóng lỗi để người công nhân loại bỏ một cách dễ dàng. Bạn nghĩ sao về những cỗ máy trong video hôm nay? Để lại bình luận cho mọi người biết nhé! Nhớ đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn khác. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!